một tình huống nóng lên không cần thiết của trận đấu. Người đang nằm sân là Đoàn Văn Hậu. What the hell? Và của tiền vệ Thitipan. Hồng Duy được đưa vào sân để chơi vị trí tiền vệ, và đó là một cách điều chỉnh để tăng cường độ dày ở khung giữa sân. Bây giờ là Công Phượng đột phá. Ôi trời ơi. Một pha phạm lỗi vô cùng nguy hiểm. Kiếm đồng dao quá. Đó là tình huống mà nhiều trọng tài sẽ rút thẻ đỏ. Như vậy là trận đấu giữa hai đội tuyển Thái Lan và Việt Nam trong khuôn khổ King's Cup 2019 đã bắt đầu. Ở hiệp 1 của trận đấu thì đội chủ nhà Thái Lan trong những chiếc áo màu vàng ở phần sân phía tay phải mà nhỏ các bạn. Quang Hải bị phạm lỗi. Đó là pha phạm lỗi của tiền vệ trung tâm Thitipan. Đây là vị trí phạt mà thủ Việt Nam có thể tạo ra những pha bóng rất nguy hiểm về cầu môn của Cao Win. Một pha hỗ trợ hợp lý của Văn Toàn. Rất nhịp nhàng, phản công. Pha phạm lỗi của cầu thủ đối phương. Đó là tình huống phạm lỗi của Addison. Có lẽ chúng ta không cần phải bàn cãi về phong độ của Văn Toàn trong quãng thời gian vừa qua tại V-League. Nhưng với riêng cá nhân tôi thì tôi rất muốn nhìn thấy Văn Toàn vào sân từ vị dự bị để tạo nên sự đột biến trong nửa còn lại của trận đấu này. Hùng Dũng. Thế nhận bóng của Hùng Dũng hơi đuối một chút. Và tranh chấp vừa rồi là của Đoàn Văn Hậu, và sau tình huống vào bóng số 5 của đội tuyển Việt Nam đã bị đau. Người vừa tranh chấp với Đoàn Văn Hậu là Thitipan. Đây là một pha bóng mà trọng tài đã bỏ qua một lỗi có lẽ là rất nặng của Thitipan. Chúng ta hãy nhìn lại động tác vào bóng của Thitipan. Số 8 của đội tuyển Thái Lan dường như không muốn chơi bóng mà muốn triệt hạ đối thủ. Cũng có thể hiểu rằng anh muốn tránh Đoàn Văn Hậu, nhưng đó không hoàn toàn là một pha bóng chủ động né tránh. Huấn luyện viên Park Hang-seo khi còn là cầu thủ đã từng thi đấu tại King's Cup. Quả phạt cho đội tuyển Việt Nam. Đó là lỗi của Pansa. Pansa cao đến 1m90. Và nếu Việt Nam không khai thác tốt, cứ lên đội hình quen thuộc của mình cũng như những mình đánh sắc sảo thì có thể sẽ bất lợi trong những pha tranh bóng giữa sân. Pha xử lý khéo léo và không kém phần tình quái của Quang Hải. Khả năng kiểm soát bóng, tranh chấp bóng của đội tuyển Việt Nam ở khu giữa sân cần phải được củng cố. Và không loại trừ trong khoảng 5-7 phút tới đây, đội bóng đỏ sẽ có sự thay đổi người ở khu vực giữa sân. Trọng tài đã thổi phạt Tristan Đỗ. Pha va chạm giữa Tristan Đỗ và Đoàn Văn Hậu. Đoàn Văn Hậu mới 20 tuổi nhưng nhìn đá rất dạng dày. Một tình huống nóng lên không cần thiết của trận đấu. Người đang nằm sân là Đoàn Văn Hậu. Trọng tài Ida Junpei của Nhật Bản đang rất bình tĩnh để quan sát và phân tích tình huống trước khi đưa ra quyết định. Đầu tiên là cú đẩy người của Supachok. Tiến Dũng đáp trả. Nhưng điều gì đã xảy ra với Văn Hậu chúng ta hãy nhìn xem.
Pha quay chậm không đủ để chúng ta có thể có được lời giải. Hãy chờ trọng tài Jumpay. Một cú vả của tiền vệ Titipan. Cú ra đòn có thể nói là rất kín của Titipan. Đó là một hành động phi thể thao và như trọng tài sẽ rút thẻ đỏ. Hai thẻ vàng dành cho hai cầu thủ của hai đội. Đó là Văn Toàn của đội tuyển Việt Nam và Thirathon của đội tuyển Thái Lan. Chúng ta chưa rõ sự liên quan của những cầu thủ này với những chiếc thẻ và những hành động trước đó. Với tình hình này có thể Việt Nam sẽ chuyển sang thi đấu với sân chủ nhà 4-4-1-1. Quang Hải sẽ lùi hơn. Còn Công Phượng đá phía sau anh Đức. Thẻ vàng dành cho cầu thủ vào sân đánh người Sumania. Pha phạm lỗi với Trọng Hoàng. Cuộc đấu gần đây nhất giữa bóng đá Việt Nam và Thái Lan có thẻ đỏ. Thẻ đỏ dành cho chính anh chàng Subhachai ở sân Mỹ Đình trong trận đấu giữa hai đội tuyển U23 ở vòng loại giải U23 châu Á. Hồng Duy được đưa vào sân để chơi vị trí tiền vệ và đó là một cách điều chỉnh để tăng cường độ dày ở khung giữa sân. Bây giờ là Công Phượng đột phá. Tại sao không phải là tình huống phạm lỗi? Tiếng còi có lẽ cũng đã được cất lên. Pansa là người phải nhận thẻ với tình huống tranh chấp có thể nói là rất nguy hiểm đối với Công Phượng. Một pha phạm lỗi vô cùng nguy hiểm. Đó là tình huống mà nhiều trọng tài sẽ rút thẻ đỏ. Trên sân lúc này đang có mưa. Đã là thẻ vàng thứ 5 của trận đấu. Lỗi của Subhachai. Tình huống vô định và đội tuyển Việt Nam liệu có chắc chiu được cơ hội này không? Quả đá phạt của Xuân Trường. Đánh nhau! Vào! Bàn thắng của Anh Đức. Không còn thời gian nữa rồi các bạn ạ, không còn thời gian nữa rồi. Thắng lợi đã thuộc về Việt Nam rồi. Câu trả lời của ông Park So với những sự mạo hiểm của ông, mạo hiểm nhưng có lý và rất sáng tạo. Một lần nữa chúng ta ngả mũ trước ông thầy Park So. Những thử nghiệm tuyệt vời. Bây giờ thì anh Đức đã bị chuột rút thật rồi. Nhưng đó là cái giá phải trả sau những nỗ lực không biết mệt mỏi của cầu thủ lớn tuổi nhất bên phía đội tuyển Việt Nam. Cao Huyên đã chơi có thể nói là rất lung túng. Anh bị bất ngờ trước tình huống dứt điểm của anh Đức. Cú đẩy bóng của Cao Huyên phải nói là hơi thiếu may mắn khi nó không đi qua xà ngang mà lại cuộn vào trong. Ông Park Hang-seo đã thất vọng nhưng rồi là bùng nổ vui sướng sau đó. Liệu đây có phải là lời khẳng định của ông vua bóng đá Đông Nam Á hay không? Đội tuyển Thái Lan đã có nhiều cố gắng, rất nhiều nỗ lực trong trận đấu này nhưng họ không thể đánh bại đội tuyển Việt Nam. Và bằng một cách tiếp cận khôn ngoan nhất, hợp lý nhất, đội tuyển Việt Nam đã có được kết quả thuận lợi cho đến lúc này khi mà thời gian còn lại quá ít. Và tiếng còi mãn cuộc đã cất lên. 1-0 nghiêng về phía đội tuyển Việt Nam. Trận đấu mà người Thái rất mong chờ, rất muốn tổ chức, rất muốn có sự so đỏ trực tiếp với bóng đá Việt Nam đã kết thúc với một kết quả không thuộc về họ.
đội tuyển Việt Nam, nhà đương kim vô địch của bóng đá Đông Nam Á, đã có một lời khẳng định xứng đáng. Chúng ta đã thắng một cách đĩnh đạc trong một trận đấu ở một giải đấu giao hữu trên đất Thái. Một lần nữa ông Park Hang-seo lại có được chiến thắng, và lần này quan trọng hơn cả đó là chiến thắng ở tầm đội tuyển quốc gia. Một trận đấu có phần căng thẳng, rất quyết liệt và không có quá nhiều những pha bóng hay, nhưng bản lĩnh của một đội bóng đang lên, đội bóng trẻ trung, đội tuyển Việt Nam đã được đền đáp một cách xứng đáng.